My name is Le Phuong Thuy, student in grade TE, primary school in Phu Thu Thao, Thay Hoa Dickens, Phu Yu Krawin, who participate in the contest Ambassador of Reading Culture in Phu Yu Krawin in 2022, with the name of aspiration to develop the country. Today, I would like to share my feeling about the book that inspired to register me to a part the lifestyle counseling. Putting the environment living a healthy culture, being socially responsible arousing the useful life, education and development of the country. The book I'm talking about is the book Phu Yu Krawin, Local Education Material Grade 1. The editorial part of the book is Miss Nguyễn Ngọc Ái as the head of the committee and Miss Trần Ngọc Hiệp as the deputy head of the department, along with other uncles. Contributor to the compilation. The book is 60 pages, 19x26.5 CMY, published by Vietnamese Educational Publishing in 2020 and published in Ho Chi Minh City. Local Education Material in Phu Yu Krawin, Grade 1, yes, students understand themselves, their families, and local social relationships, thereby contributing to the training of K-quality and career competency. Em tên là Lê Phương Thùy, học lớp 3Y, trường tiểu học thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Để tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Yên năm 2022 với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước. Hôm nay em xin chia sẻ cảm nhận của em về quyển sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường, sống văn hóa, lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng và cống hiến phát triển đất nước. Quyển sách mà em nói đến đó chính là quyển sách Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Yên lớp 1. Tỉnh Phú Yên được xem là một trong những nơi có phong cảnh thiên nhiên với nhiều thắng cảnh độc đáo và hấp dẫn. Sự đa dạng về địa hình, cảnh quan thiên nhiên như núi rừng, cao nguyên, đồng bằng, biển đảo, sông hồ, đầm vịnh đã tạo nên nhiều hệ sinh thái khác nhau và có những nét đặc trưng riêng. Bên cạnh đó, Phú Yên còn có bề dày lịch sử và văn hóa, có vị thế quan trọng trong suốt diện trình lịch sử của dân tộc. Nét đặc sắc văn hóa Phú Yên là sự đan xen giao thoa của nhiều nền văn hóa, nhiều vùng văn hóa. Con người Phú Yên mang cái chân chất thiệt thà của miền Trung, hiền hòa mến khách. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Phú Yên, tha thiết chào đón bạn bè, du khách gần xa. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Yên lớp 1 giúp các bạn học sinh hiểu biết về bản thân, gia đình và các mối liên hệ xã hội ở địa phương, từ đó góp phần rèn luyện những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó còn góp phần hình thành kỹ năng sống, tăng cường ý chí, niềm tin và hình thành nhân cách. Ban biên soạn quyển sách là cô Nguyễn Ngọc Ái làm trưởng ban và chú Trần Ngọc Hiệp làm phó trưởng ban cùng các cô chú khác đã góp phần biên soạn. Sách dày 60 trang, khổ 19x26.5cm do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2020 và được in tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung quyển sách được biên soạn theo các chủ đề. Mỗi chủ đề được xây dựng phù hợp với các em học sinh lớp 1 và được thiết kế theo hướng thích hợp, lồng ghép vào hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Chủ đề 1, Phú Yên quê hương em, nhận biết được nơi em đang sinh sống, mô tả đơn giản về nơi ở và cảnh quan xung quanh, nhận biết các mùa trong năm và biết cách bảo vệ sức khỏe theo mùa, kể được cho thầy cô và các bạn về nơi mình đang sống. Chủ đề 2, cảnh đẹp quê em, kể được tên một số cảnh đẹp ở Phú Yên, có ý thức bảo vệ môi trường, biết đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham quan cảnh đẹp quê hương, bồi dưỡng niềm tự hào yêu quê hương, đất nước. Chủ đề 3, lễ hội quê em, kể được tên một số lễ hội quê em, biết cách ứng xử và giữ an toàn khi tham quan di tích, tham gia lễ hội, biết một số trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các lễ hội. Chủ đề 4, danh nhân Phú Yên, biết được một số danh nhân nổi tiếng ở Phú Yên, biết tôn trọng và biết ơn các danh nhân. Chủ đề 5, sản vật Phú Yên, kể được tên một số sản vật gắn liền với địa phương, nêu được tên các món ăn làm từ một sản vật, thể hiện được sự tự hào và quý trọng các sản vật quê hương. Chủ đề 6, món ngon Phú Yên, kể được tên một số món ăn ngon ở Phú Yên. Chủ đề 7, nghề truyền thống ở Phú Yên, kể được một số nghề phổ biến ở địa phương, biết một số sản phẩm tiêu biểu của nghề, giới thiệu được các sản phẩm tiêu biểu của nghề với mọi người. Hy vọng rằng qua quyển sách này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích, có thêm những hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó sẽ giúp các bạn tự rút ra những bài học bổ ích cho bản thân, giúp các bạn biết thêm được nhiều cảnh đẹp, giúp thêm nhiều lễ hội, nhiều danh nhân, sản vật, nhiều món ngon và nhiều nghề truyền thống, để từ đó biết trân trọng, yêu quý và tự hào là con người của Phú Yên. Từ đó giúp bản thân không ngừng học tập và rèn luyện để mai này có thể cống hiến sức mình giúp cho quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Để xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng, em sẽ rủ bạn đi đến thư viện thường xuyên để tìm sách đọc, phối hợp cùng các bạn trong lớp, tuyên truyền, vận động các bạn trong lớp cũng như các bạn khác lớp, quyên góp thật nhiều sách mang đến lớp, xây dựng góc đọc riêng cho từng lớp, xây dựng tủ sách dùng chung cho thư viện và tặng các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Nhân rộng mô hình tủ sách thân thiện theo phương châm ai cần thì lấy đọc, ai dư thì quyên góp bỏ vào đấy, để mọi người được cùng nhau đọc. Tham gia vào tổ cộng tác viên thư viện ở trường, tham gia vào các chương trình phát thanh của trường, rèn giọng đọc thật tốt để đọc và chia sẻ những quyển sách hay vào giờ ra chơi cho các bạn cùng thầy cô nghe. Tích cực tham gia các chương trình đọc sách do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, hội thi đọc sách, giới thiệu sách. Khi đọc được một quyển sách hay, em sẽ chia sẻ nó và giới thiệu nó cho bạn bè, người thân của mình, cùng bạn bè đến nơi có nhiều sách để mua hoặc mượn, chẳng hạn như thư viện địa phương hoặc hiệu sách lớn. Tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức như viết cảm nhận về quyển sách em yêu, đại sứ văn hóa đọc, đến những nơi tổ chức những sự kiện lớn về sách như hội sách tỉnh Phú Yên hàng năm để được xem và được biết những cuốn sách hay nhiều hơn. Mục đích là để bản thân và mọi người có thể trao đổi sách lẫn nhau và cùng nhau đọc. Có thể đó là sách cũ của mình,
nhưng lại là sách mới đối với những bạn chưa từng được đọc qua. Mặt khác, để đưa sách đến với nhiều người, nhân rộng văn hóa đọc trong trường học và hướng đến cộng đồng, đưa sách đến với những bạn đọc có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện được tiếp cận và đọc sách thường xuyên, đối tượng trong phạm vi trường học và nhân rộng ra cộng đồng. Kết quả giúp bạn đọc biết cách sử dụng câu từ khi diễn đạt, khi viết văn ít sai lỗi chính tả, khi nói và giao tiếp cũng được lưu loát hơn. Thay vì dành nhiều thời gian cho mạng Internet như lên Facebook, chơi game, thì bạn đọc dành thời gian để đọc sách nhiều hơn. Nhiều bạn đọc, đọc sách và tiếp thu văn hóa đọc trong cộng đồng, phát triển được phong trào đọc sách. Răng hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp ích được cho mọi người. Em xin cảm ơn quý thầy cô.